triệu loài, là loài có số lượng lớn nhất hành tinh. Những loài côn trùng tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của con người. Và chúng hoàn toàn có thể mang lại cho bạn cảm giác đau đớn khủng khiếp nếu như bị chúng cắn. Hãy nhớ kỹ những gương mặt mà Khám Phá Huyền Bí đã tổng hợp trong video của ngày hôm nay để tránh xa chúng ta nhé. Mời các bạn cùng theo dõi video. Những con ong Sibby là một tên chung cho những con ong khác nhau được thu hút từ muối và mồ hôi của con người. Đây là một trong những loại ong phổ biến nhất trên thế giới. Những con ong Sibby được tìm thấy với số lượng lớn, khoảng gần 1.000 loài ở các vùng phía Bắc thuộc Hoa Kỳ. Độ dài lớn nhất của chúng đạt tới 3-10mm. Chúng sẽ đốt nếu như bạn cố gắng loại bỏ nó ra khỏi người. Khi đó, những con ong cái sẽ đốt, còn những con ong được sẽ lấy muối và mồ hôi trên da bạn. Đặc biệt, nguy hiểm hơn khi nọc độc từ một con ong Sibby sẽ gây ra một chút đau đớn và cảm giác nóng rát khắp cơ thể. Nặng hơn nữa sẽ ngứa và nổi rất nhiều mụn. Khi bị đốt, bạn hãy lập tức dùng amoniac hay giấm táo để giảm đau và sưng cùng với thuốc muối để cho đỡ ngứa nhé. Kiến lửa. Kiến lửa tên khoa học Selenopus invicta có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Phần thân kiến có màu nâu đồng, phần bụng có màu sẫm hơn. Mặc dù có kích thước rất nhỏ nhưng rất hiếu chiến, đặc biệt khi bảo vệ tổ của chúng. Ngòi của chúng rất nhọn và nọc độc được xếp ở mức 1.2 theo bản đánh giá của Smith. Bất cứ ai từng bị kiến lửa đốt sẽ không bao giờ dám lại gần chúng một lần nữa, bởi vì kiến lửa đốt có thể gây đau buốt, sưng to và khó thở. Những con kiến lửa tìm thấy với số lượng lớn trên khắp các cánh rừng nhiệt đới ở Trung và Nam Mỹ. Chúng thành bầy đàn ở các thân cây mục nát hay dưới tảng đá. Đặc biệt là loài kiến hung dữ sẽ tấn công bất kỳ điều gì quấy rầy đàn của chúng. Chúng sẽ nhanh chóng trèo lên kẻ quấy rầy và đốt xuyên qua da. Sau đó, chúng sẽ tiêm nọc độc có chứa alkaloid và các chất độc piperidin có hại rất nhiều cho da. Khi bạn bị kiến lửa cắn sẽ có cảm giác đau như bị lửa châm vậy. Sau đó, vết đốt sẽ sưng tấy kèm phản ứng ngứa rát. Khi bị cả đàn tấn công sẽ buốt, ngứa, sưng, nôn mửa, nhịp tim nhanh, khó thở và sự hình thành của mụn mủ trắng rất nguy hiểm. Khi bị đốt hãy rửa ngay vết thương với xà phòng và sử dụng kem hydrocortisone để giảm đau và ngứa. Sau đó dùng đá lạnh chườm lên để giúp da dễ chịu. Kiến bu ho acacia. Có một loài kiến sống cộng sinh với loại cây bu ho acacia. Chúng sở hữu những cú đốt đau điếng người. Loài này khá giống với kiến cam Việt Nam, thường sống trên các loài cây đặc trưng và bảo vệ chúng khỏi các loài côn trùng phá hoại. Kiến bu ho acacia có thân hình giống ong bò vẽ, cặp mắt to và có nhát cắn đầu như bị bấm kim vào cơ thể. Nó là loài kiến có nọc độc nhất trong các loài côn trùng. Khi bị đốt, nọc độc của chúng khiến bạn đau đớn, giống như bị một viên đạn bắn và cơn đau có thể kéo dài hơn 24 giờ. Loài này rất hung hăng, chúng sống trên các cây acacia khắp Trung Mỹ để kiếm ăn và làm tổ. Cũng chính vì mùi của cây acacia rất khó chịu nên thu hút kiến. Sau đó, kiến sẽ được nhận đầy đủ chất và mật hoa từ cây. Khi đó, lũ kiến sẽ bảo vệ cho cây không cho những động vật ăn cỏ hay con người khi cố gắng tiếp cận. Lũ kiến sẽ đốt và sẽ gây đau đớn trong một thời gian dài. Vì thế, tránh xa cây acacia là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Ong bắp cày hói. Ong bắp cày hói là một trong những loài côn trùng được tìm thấy trên khắp Bắc Mỹ. Thực tế, bắp cày hói không phải là ong bắp cày. Chúng được gọi như vậy bởi vì kích thước lớn có thể đạt đến một kích thước giữa 13-20mm. Ong bắp cày hói sống với 200-400 thành viên. Chúng xây dựng tổ lớn trên các loài thực vật và cây cối trong rừng. Ong bắp cày hói là côn trùng khá độc. Nó có thể sử dụng nọc độc liên tiếp khi tấn công kẻ thù, khiến cho đối phương choáng váng và mất khả năng phản kháng. Nọc độc của loài côn trùng này có thể khiến cơ thể bị sưng tấy trong vòng 24 giờ. Tuy nó không ảnh hưởng tới tính mạng, song nếu không chữa trị kịp thời, nạn nhân có thể sẽ nằm viện dài lâu. Khi tấn công kẻ thù, ong bắp cày hói sẽ phun nọc độc vào mắt của những kẻ xâm nhập, có thể dẫn đến mù tạm thời và khiến nạn nhân vô cùng đau đớn. Chúng là loài côn trùng cực kỳ hung hăng khi bất cứ điều gì xâm nhập vào tổ chúng. Khi đó, vết đốt sẽ có nọc độc của chúng để lại gây ra đau buốt, viêm và ngứa dữ dội, cảm giác nóng rát. Khi bạn bị ong đốt, nên đi rửa với xà phòng để ngăn nhiễm trùng rồi băng lại cho đỡ đau. Dùng thuốc muối hoặc giấm để rửa sạch vùng mẩn đỏ ngứa và viêm.
Ong bắp cây vàng. Những con ong bắp cây vàng là một loài nguy hiểm tìm thấy trên khắp thế giới, bởi vì thân chúng có những mảng màu vàng và đen nên được đặt tên là ong bắp cây vàng. Và hãy thận trọng vì chúng là một loại rất hung hăng. Chúng sẽ tấn công nếu chúng cảm thấy bị đe dọa. Ong bắp cây vàng được xem là loài ong cực độc và có thể giết chết một người khỏe mạnh chỉ trong vòng vài giờ từ khi bị tấn công. Khi bị loài côn trùng này đốt, người bị đốt sẽ có cảm giác rất nóng và rát, giống như để một điếu thuốc vào đầu lưỡi, và nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân sẽ tử vong sau nửa ngày. Cuộc tấn công theo nhóm có thể gây đau dữ dội và ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm khó thở, sưng, đau thắt ngực, nói lắp, yếu và thậm chí có thể ngất xỉu. Chúng sống bầy đàn trong tổ giấy lớn được xây dựng trên cây, bụi rậm hoặc hầm, và một tổ có thể có đến 4.000 thành viên chung sống. Kiến đỏ. Kiến đỏ có tính chất hung hăng, có nguồn gốc từ vùng Tây Nam Mỹ. Kiến đỏ trông giống như những con kiến lửa nhưng không hề liên quan đến loài kiến lửa. Loài kiến có màu đỏ đậm với chiếc đầu vuông to này rất dễ nhận biết, song chúng lại rất nhút nhát và tránh xa con người. Mặc dù vậy, nhưng kiến thợ đỏ sở hữu nọc độc gây sưng, đau và ngứa dữ dội. Những vết cắn của chúng được Justin Smith miêu tả là giống như một cái móng chân mọc ngược và đâm ra từ da. Chúng sống thành bầy đàn và làm tổ dưới lòng đất. Chúng bảo vệ tổ của mình một cách mạnh mẽ, có thể cắn kẻ thù nhiều lần. Nọc độc của loài côn trùng này gây cảm giác nóng, rát ngứa và trong một số ít trường hợp có thể gây dị ứng đe dọa tính mạng. Kiến lửa đỏ có thể khiến người và vật nuôi có nguy cơ bị đốt và ảnh hưởng đến quần thể động vật hoang dã. Nếu bạn phát hiện kiến lửa trong nhà, bạn có thể cần phải làm một số việc để loại bỏ chúng. Những con kiến đỏ sẽ tấn công bất kỳ loài động vật nào nếu chúng cảm thấy bị đe dọa. Khi đó, nó sẽ cắn tiêm nọc độc vào cơ thể, gây ra cảm giác rất đau đớn. Sưng to và ngứa rất dữ dội sẽ khiến cơ thể bị suy nhược dần sau đó. Để điều trị khi bị kiến đỏ đốt, bạn hãy dùng thuốc muối vào khu vực ảnh hưởng để giảm viêm rồi sử dụng calamine lotion để giảm nóng rát và ngứa. Bọ chét hay vé chó. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, nhà nào nuôi chó mèo đặc biệt chú ý vì chúng là nhà của một trong những con côn trùng nguy hiểm nhất. Vé là loài bọ màu nâu bám vào da và hút máu trong vòng từ 3 đến 6 ngày. Vết cắn thường không đau hoặc ngứa, vậy nên nhiều người, nhất là các em bé, thường không hề chú ý tới sự hiện diện của chúng. Vé gỗ hoặc vé chó có kích thước bằng hạt dưa hấu và thường truyền bệnh sốt nổi đốm Rocky và sốt Colorado. Vé chó gây bệnh bằng hai con đường là trực tiếp khi tiếp xúc và truyền dịch bệnh từ cá thể này sang cá thể khác. Vết vé cắn thường vô hại và không có triệu chứng gì. Tuy vậy, nếu bạn bị dị ứng với vé cắn thì bạn sẽ bị đau và sưng nơi vé cắn hoặc có cảm giác phỏng rát, thậm chí khó thở. Ong bắp cày ký sinh. Ong bắp cày ký sinh có nhiều tên gọi khác như là to vò, ong bò, ong nghệ, xuất hiện nhiều nhất ở các nước châu Á và châu Âu, Bắc Á. Kích thước trung bình của loài ong này khoảng 2,5 đến 3,5 cm, thậm chí có con lên tới 5,5 cm. Không chỉ có kích thước khác biệt, hình dạng của chúng cũng độc đáo, không kém với phần bụng và ngực được kết nối với nhau bằng một vòng eo siêu nhỏ. Phần bụng của chúng thuôn nhọn về cuối, tạo nên một thân hình riêng biệt dễ nhận dạng. Loài ong này thường có màu vàng đậm, rực rỡ, xen kẽ với màu nâu hoặc có cả loại ong bắp cày xanh kim loại. Có loài còn có màu đỏ tươi. Với kích cỡ to lớn, vượt trội hơn hẳn các giống ong thông thường, ong bắp cày ký sinh luôn khiến tất cả mọi người chú ý bởi thân hình cũng như sự ảnh hưởng của chúng tới mùa màng và chính sức khỏe con người. Nó là loài côn trùng có nọc độc gây ra đau đớn thứ hai trên thế giới. Đã có rất nhiều trường hợp người tử nạn vì nọc độc của loài ong bắp cày, đặc biệt là các loài ong bắp cày khổng lồ châu Á. Nọc độc của loài ong bắp cày khổng lồ có thể dài tới gần 7 mm, có chứa các acetylcholine liều cao và một loại nước bọt cực độc có thể phân hủy thịt người. Trung bình một con ong bắp cày khổng lồ có thể tiêu diệt đến 40 ong mật thường chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Thật sự nó rất nguy hiểm. Khi bạn bị ong bắp cày ký sinh đốt, nó gây ra đau đớn hơn bất kỳ loài côn trùng nào. Những cơn đau đớn khó chịu và sẽ kéo dài 3-4 phút. Nọc độc có thể khiến cơ thể suy nhược và thậm chí dẫn tới ngất xỉu. Điều thứ nhất bạn có thể làm là tránh xa khỏi tổ của ong bắp cày ký sinh và nó chỉ tấn công bạn khi bị khiêu khích thôi. Không giống các loại ong thông thường, ong bắp cày sau khi đốt không để lại ngòi cũng không hề chết.
Bởi vậy, việc đầu tiên bạn cần làm là tránh xa khu vực có ong bắp cây vì ong có thể đốt tiếp. Kiến đạn. Kiến đạn hay kiến viên đạn, tên khoa học là Paraponera cavata, là một loài côn trùng sống trong những cánh rừng mưa nhiệt đới. Những con kiến đạn này thuộc một trong những loài nguy hiểm chết người nhất thế giới vì nọc độc của nó gây ra vết thương vô cùng đau đớn, giống như bị đạn bắn vào và còn kéo dài đến tận 24 giờ đồng hồ. Nó còn là loài kiến to và dài lên đến 1,2 inch. Kiến đạn thường làm tổ ở dưới gốc cây. Chúng dành toàn bộ thời gian đi kiếm thức ăn và chỉ tấn công con người khi cảm thấy gặp nguy hiểm. Bạn không nên chủ quan với nọc độc của nó vì không giống như những con ong mật. Nó có thể đốt bạn nhiều lần. Nọc độc của kiến đạn là rất mạnh và nó ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương của nạn nhân. Vết đốt của kiến đạn là vết đốt đau đớn và dai dẳng nhất trong bất cứ loài côn trùng nào. Còn đau được so sánh với việc bị bắn bởi viên đạn, chỉ hết đau sau 24 giờ. Kiến đạn không hung hăng, chúng chỉ tức giận khi bạn cố tình kích động chúng. Khi đốt, con kiến giải phóng hóa chất, báo hiệu những con kiến khác trong vùng lân cận đến đốt nhiều lần hơn. Độc tố chính trong nọc độc của kiến đạn là ponneratoxin. Ponneratoxin là một peptide gây độc thần kinh nhỏ, làm ngừng hoạt động các kênh ion natri có điện áp trong cơ xương để ngăn chặn sự truyền khớp thần kinh trong hệ thần kinh trung ương. Ngoài cơn đau dữ dội, nọc độc này tạo ra tình trạng tê liệt tạm thời và không thể kiểm soát được. Các triệu chứng khác bao gồm buồn nôn, nôn sốt và rối loạn nhịp tim. Phản ứng dị ứng với nọc độc là rất hiếm. Trong khi ponneratoxin không gây tử vong cho con người, nó làm tê liệt hoặc giết chết các loài côn trùng khác. Ponneratoxin là một ứng cử viên sáng giá để sử dụng như một thuốc trừ sâu sinh học. Ở Brazil, kiến được gọi là Formiga preto hoặc kiến đen lớn. Người Mỹ đã gọi chúng bằng cái tên như kẻ gây vết thương sâu sắc. Bằng bất cứ cái tên nào, con kiến này rất đáng sợ và cần phải cẩn thận khi đi vào những khu vực có chúng. Chúng có thể làm cơ thể run và tê liệt các chi tạm thời. Để điều trị kiến đạn đốt, bạn cần rửa vết thương bằng nước xà phòng, sau đó dùng thuốc muối để giảm viêm.